Lên trên Quang Tinh. Sút ngay. Nguy hiểm, như vậy đã có tỷ số với các cầu thủ Hiệp Hòa. Người ghi bàn chính là đội trưởng Nguyễn Tây. Một sai lầm của thủ thành Hoàng Tè. Sân trơn bóng ướt. Sút xa là một vũ khí rất lợi hại của các cầu thủ. Và từ tình huống sút xa của Quang Tinh, Hoàng Tè đã mắc lỗi nghiêm trọng. Nguyễn Tây đã đá bồi rất nhanh, mở tỷ số cho các cầu thủ Hiệp Hòa ở ngay phút thứ hai của trận đấu này. Nguyễn Tây, tốc độ của Nguyễn Tây rất nhanh, nguy hiểm, không được. Rất tiếc là cú đá cuối cùng của Quang Tình thì bóng lại đi vướng vào chân của Dũng Nem. Một lần nữa chúng ta thấy được tốc độ và sự càn lướt của Nguyễn Tây tốt như thế nào. Và một lần nữa sự non nớt. Nguyễn Tây sút bóng. Đầu tiên của Gia Việt trong trận đấu này. Nguyễn Tây xử lý rất hay, dứt điểm. Quang Tình không vào. Trước đó thì Trần Duy bên phía Gia Việt đã có những pha xử lý hết sức ngẫu hứng, nhưng ngay lập tức thì Nguyễn Tây, đội trưởng của Hiệp Hòa, đã có một pha xử lý đáp trả rất hay. Pha xử lý an toàn của Công Huấn. Nguyễn Tây qua người rất hay. Sáng Percy vẫn còn 1-0 cho Gia Việt. Vẻ mặt thất vọng của bầu Việt Quảng Ninh. Chính xác là có phần may mắn cho Sáng Percy. Bóng bật chân và bật tay của Công Huấn trong tình huống vừa rồi. Và Hưng Esele cũng đã đổ. Long Tôm. Nguyễn Tây. Và qua người hay của Nguyễn Tây. Xuân Thành dứt điểm ngay. Và tỷ số đã được mở cho các thủ Hiệp Hòa. Xuân Thành đã có bàn thắng đầu tiên của mình trong màu áo mới. Một sự bổ sung chất lượng. Ngay trận đấu đầu tiên thì Xuân Thành đã mở tỷ số cho các cầu thủ Hiệp Hòa. Nhưng trước đó phải kể đến công lớn là của đội trưởng Nguyễn Tây. Một pha qua người rất hay của Nguyễn Tây đã phá vỡ hệ thống phòng ngự của cầu thủ Bobby. Xuân Thành là cầu thủ có thể sút tốt bằng cả hai chân. Tình huống mà Dương Híp đã để Nguyễn Tây qua một cách rất dễ dàng. Một tình huống phòng ngự sai của đội trưởng bên phía cũng là pha đột phá của Nguyễn Tây. Việt Phong rất nguy hiểm, bóng đã được phá ra rất nhanh. Nguyễn Tây phá dứt điểm thiếu chính xác của đội trưởng Nguyễn Tây. Chúng ta thấy Nguyễn Tây nhanh như một con sóc của Tuấn Sơn, nhưng tình huống dứt điểm cuối cùng thì lại không. Rất hay, Quang Tinh sút bóng. Trước đó là pha xử lý rất hay của đội trưởng Nguyễn Tây. Nguyễn Tây rất thoáng, rất nguy hiểm. Vẫn là cao thủ Văn Minh. Tình huống dứt điểm cuối cùng là của Văn Trung. Một loạt những Việt Phong sút bóng vào cột hai Nguyễn Tây. Cơ hội bị bỏ lỡ quá đáng tiếc. Một pha dàn xếp tấn công có thể nói là rất hay của Hiệp Hòa. Tình huống nhả bóng trước đó của Việt Phong. Quang Tình đưa về phía cột hai rất hay cho đội trưởng Nguyễn Tây. Và chỉ ở khoảng cự ly 6m thôi thì Nguyễn Tây đã dứt điểm vọt xa.